Xin chào tất cả anh em. Giới thiệu đến anh em một cây quạt bàn rất là đẹp đến từ thương hiệu của Lationa. Cái quạt này thì toàn thân nó đều được làm bằng sắt hết, từ bầu, thân cho tới đế. Con này thì như anh em có thể thấy thì nó đã được spa lại rất là đẹp. Nói chung là long lanh luôn. Tại vì nhìn nó đẹp quá nên là tuy nó đã được spa lại nhưng mà em vẫn mua về để trưng bày, và nếu mà anh em nào yêu thích thì có thể mua. Đẹp lắm nha. Nói chung là do nó đẹp quá trời đẹp luôn nên là phải mua. Tuy biết nó là hàng spa lại, có nghĩa là vệ sinh lòng người nước sơn lại, nhưng mà đẹp quá. Và được cái anh bán cho em giới thiệu cái thợ sơn làm ra con quạt này là người thợ sơn trong hãng Toyota Việt Nam. Đây là nhìn cái nước sơn đẹp như zin vậy.